bom gian của em. Ngày em đến bên anh là món quà anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngày em đến bên anh là ánh dương mang tình yêu ngập tràn nơi anh. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa? Sao anh lại viết nhạc? Vì không bên em nên không thể làm việc khác. Cơ sao anh luôn bên phím đàn? Vì nó nhớ em luôn tích từ tình tan. Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang? Tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng? Tình mình có giống như nàng kịp kim trọng? Bắt đầu thật đẹp để rồi toàn thở than. Bây giờ lại vội buồn.